Chào các bạn, tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn ở trên fanpage của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century về cái tình trạng có các bạn bị táo bón. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách xử lý con các bạn bị táo bón khi con các bạn từ 6 cho đến 12 tháng tuổi. Thì để biết là con mình táo bón trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải hiểu là bình thường con mình đi phân như thế nào. Thì bình thường ấy con các bạn sẽ đi khoảng từ 1 cho đến 2 lần trên một ngày phân mềm bình thường và trẻ phát triển bình thường. Đấy. Thì trẻ táo bón khi mà cái tình trạng như nào? Trẻ táo bón khi mà cái tần suất đi cầu của trẻ nó bị giảm. Đấy. Kèm theo với đó là phân to, rắn và thậm chí là gì ạ? Khó có máu từ ở phân. Thì cái tần suất đi cầu giảm ấy thì nó sẽ dưới 2 lần trên một tuần hoặc là gì ạ? Trên 3 ngày bé mới đi một lần thì đó là giảm tần suất đấy. Đấy, thì chúng ta qua cái khái niệm này thì chúng ta biết rằng con mình có bị đi ngoài bị táo bón hay không. Thế thì để điều trị táo bón trong cái giai đoạn này ấy, thì tôi vẫn phải nhắc các bạn là gì ạ? Chúng ta phải xác định nguyên nhân và điều trị bằng cách không dùng thuốc trước, an toàn trước đã, một cách thay đổi chế độ sinh hoạt, thay đổi chế độ dinh dưỡng cho trẻ vận động, đúng không? Đấy, thì sau khi mà điều trị bằng cái cách không dùng thuốc mà nó không hiệu quả thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phác đồ điều trị chuẩn cho trẻ táo bón, đúng không ạ? Thì trước tiên mà chúng ta điều trị cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải xác định nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy là gì ạ? Nếu như con các bạn bị táo bón từ cái thời điểm trước, tức là cái thời điểm táo bón, tức là bị trước 6 tháng và nó kéo dài đến tận bây giờ, đúng chưa? Đấy, thì ở cái thời điểm trước thì con mình bị táo bón bởi các nguyên nhân gì thì các bạn xem cái video mà tôi đã hướng dẫn trên kênh YouTube Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi và chúng ta áp dụng một số biện pháp trong đó, đúng không? Tuy nhiên là đã kéo dài sang cái giai đoạn từ 6 đến 12 tháng rồi thì chúng ta sẽ phải tính tiếp các nguyên nhân sau đây để chúng ta sẽ điều trị cho nó triệt để và nó hiệu quả. Cái nguyên nhân thứ hai ấy, đó là gì ạ? Mà phổ biến nhất các bạn hay gặp đó là gì ạ? Các bạn ăn dặm sai cách. Vì trong cái giai đoạn này thì trẻ đã bắt đầu ăn dặm rồi. Đấy. Đương nhiên là gì ạ? Trong cái tháng đầu tiên, từ tháng 6, tháng 7 thì trẻ mới chỉ ăn dặm ít và số lượng nó cũng ít và cũng không đa dạng thực phẩm. Bắt đầu từ tháng thứ 8, thứ 9 trở đi thì trẻ bắt đầu ăn dặm đa dạng hơn và cái lúc này ấy, là cái nguy cơ táo bón nó sẽ là nhiều nhất. Đúng chưa? Thế thì các cái nguyên nhân mà do chúng ta ăn dặm sai cách như sau. Thứ nhất là gì? Chúng ta nấu cháo quá đặc so với độ tuổi, đúng không? So với độ tuổi, rồi cách nấu cháo chúng ta chưa phù hợp. Đấy. Thế thì cháo đặc là như thế nào? Nó phải có khái niệm. Thì các bạn biết rằng gì ạ? Cái tỷ lệ cho đối tượng này thông thường là gì ạ? Một gạo và khoảng độ là 10 phần nước, đúng không? Đấy, nó khoảng như vậy. Nó rất là loãng. Đấy, để cho trẻ dễ tiêu hóa và dễ thụ. Thì chúng ta nấu quá đặc thì nó cũng sẽ dẫn đến táo bón. Tại vì quá đặc tức là quá nhiều tinh bột. Quá nhiều tinh bột thì nó cũng dẫn đến tình trạng là gì ạ? Trẻ bị táo bón, đúng không? Đấy, dễ hiểu như vậy. Cái thứ hai gì ạ? Cấu trúc cái thức ăn nó không phù hợp. Đấy, chúng ta có thể là ăn thô quá sớm, đúng không? Có thể chúng ta có những trường hợp mà tôi thấy gì ạ? Trẻ ăn rau được nhưng mà rau là các bạn thái nhỏ chứ không phải là xay. Tức là cái cấu trúc chúng ta nó không phù hợp. Đấy, chúng ta phải từ nhuyễn xong rồi chuyển thô dần, chúng ta không được ăn thô ngay. Hoặc là có những bạn là gì ạ? Tại vì con thích ăn cơm hạt, đúng không? Thì chúng ta cứ kệ cho con ăn. Đấy, thì nó cũng sai cấu trúc thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là táo bón và kèm cả xuống phân nữa. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý cái cấu trúc nhá, cấu trúc cái thức ăn cho nó phù hợp theo từng cái giai đoạn. Đấy, bắt đầu ăn dặm như nào, trong cái gì nào, sau như nào thì chúng ta phải có một cái lộ trình và phải từ từ. Đấy. Một cái lý do nữa là chúng ta nấu rau quá nhừ. Cái này nghe có vẻ nó phi lý, đúng không? Thực ra là không phi lý chút nào. Tức là các bạn thường xay rau và cháo và các bạn ninh lẫn với nhau. Đấy, tức là rau nó quá nhừ. Tức là nó quá nhừ như vậy thì những cái như là cái chất xơ các mọi thứ ấy, nó đều bị phân giải hết và nó sẽ ít hiệu quả trong vấn đề gì ạ? Nhuận tràng và hỗ trợ táo bón cho trẻ. Đấy, chúng ta nấu quá nhừ không tốt. Đấy. Rồi gì ạ? Một cái nữa mà các bạn hay gặp ở trong cái chế độ ăn dặm ấy là tỷ lệ các cái chất dinh dưỡng không cân đối. Đấy. Có những bạn nghĩ gì? Cho thêm nhiều thịt một chút để cho con nó bụng bẫm hơn, ăn được nhiều chất hơn, đúng không? Đấy. Rồi thì các bạn có thể là cho nhiều rau quá, đúng không? Tại vì con nó bị táo bón thì ăn nhiều rau thì nghĩ là nhiều rau nhiều chất xơ thì ít táo bón. Không phải như vậy, chúng ta phải cân đối, đúng không? Thì mình đã có những cái quy tắc ấy, đúng không? Để mình
tính lượng rau rồi lượng củ quả làm sao cho nó phù hợp đấy, chúng ta phải cân nhắc như vậy. Và cái nguyên nhân nữa là gì ạ? Nó do cái lượng nước chúng ta uống là gì ạ? Không đủ đấy. Thì cái lượng nước ở đây chúng ta phải tính toán nhá. Thì đã có một công thức tính là gì ạ? Trẻ thì cần khoảng 100 ml nước trên một cân nặng trên một ngày đấy. Từ đó thì chúng ta sẽ tính toán cái lượng nước mà trẻ uống từ sữa rồi từ bữa ăn, đúng không? Ví dụ ăn một bát cháo thì nó sẽ tương đương với trong một bát cháo thì các bạn tính là nó khoảng 150 ml nước chẳng hạn, đúng không? Mình tính toán mình trừ ra và đâu thiếu nước thì mình cần bổ sung. Thì trong giai đoạn này thì đa số các bạn sẽ thiếu nước, tại vì đôi khi trẻ là uống sữa thì các bạn nghĩ là đủ nước rồi, chúng ta không bổ sung nữa đấy, thì thiếu nước nó cũng sẽ ảnh hưởng đấy, đến cái việc táo bón của trẻ, chúng ta phải tính toán lại. Và một cái nguyên nhân nữa trong cái giai đoạn này thường gặp ấy là các bạn bổ sung các cái khoáng chất như là canxi đấy, như là sắt, đúng không? Rồi thì đặc biệt là các cái vitamin D đấy, với cái liều nó không phù hợp đấy, nó quá cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc gì ạ? Tiêu hóa của trẻ, và nó sẽ dẫn đến tình trạng táo bón của trẻ đấy. Thì đó là một số nguyên nhân mà thường gặp để chúng ta sẽ phải điều trị triệt để, thay đổi từng bước một trong từng nguyên nhân nó gây ra để chúng ta khắc phục đấy. Thì cách khắc phục thì nó sẽ dựa vào nguyên nhân để chúng ta sẽ đưa ra cái hướng khắc phục thôi nhé. Thì đầu tiên là về chế độ ăn dặm thì chúng ta phải xem lại chế độ ăn dặm, đúng không? Đấy, phiên nấu chám sao cho đúng tỷ lệ đấy, thì cái này chúng ta có thể tra trên các cái internet, nó rất là nhiều, đúng không? Có rất nhiều tài liệu chính thống là tỷ lệ nấu chám như là cho phù hợp, bao nhiêu nước, bao nhiêu gạo thì nó là tỷ lệ hợp lý, đúng không? Đấy. Rồi thì rau ấy, thì các bạn nhớ như này, thì tôi đã có những cái hướng dẫn các bạn rất là kỹ ở cái việc mà dùng rau. Rau nhá, thì chúng ta cho ăn rau ngót này, rau cải này, rau mùng tơi. Nếu như các bạn xay luôn nhá, các bạn cho vào cháo luôn thì nó rất là hăng. Nó hăng và ninh cùng nó nhuyễn, thì nó nhừ thì nó sẽ không tác dụng. Thì các bạn này trần qua nước sôi này. Trần qua nước sôi thứ nhất là gì? Để loại bỏ cái hăng đi. Và hai nữa là gì ạ? Các cái dư lượng chất bảo vệ thực vật, rồi thì các cái chất độc hại nó sẽ mất đi một phần. Đấy, các bạn gọi là trần qua nước sôi đó, xong các bạn xay nhuyễn, xong khi nào cháo mà nấu xong rồi nóng nóng hổi mà chúng ta múc từ nồi ra ấy, chúng ta mới cho rau vào và chúng ta khuấy lên thì nó sẽ chín vừa tới, đúng không? Thì nó sẽ rất là tốt đấy, chúng ta sẽ lưu như vậy rồi đấy. Cái quy tắc chọn cái quy tắc mà lượng rau bao nhiêu phù hợp ấy, để tránh tình trạng chúng ta ăn quá nhiều rau, ăn quá nhiều thịt, thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc bàn tay. Ví dụ là gì ạ? Một nắm rau trẻ nắm tay như nào ấy, chúng ta cho một nắm rau như vậy, một nắm củ quả như vậy, cái thịt cũng vậy, áp dụng quy tắc bàn tay thì nó rất là an toàn và đúng đấy. Rồi tiếp đến là gì ạ? Cái lượng nước uống thiếu thì chúng ta phải xử lý như nào, đúng không? Chúng ta quan sát cái lượng nước tiểu nhá, đấy cũng một cách, hoặc là đếm số lần bỉm thay một ngày, hoặc là cân nặng bỉm, thì cái đó mình nghĩ là nó sẽ phức tạp với các bạn, đúng không? Để quan sát nước tiểu thì ví dụ là nước tiểu mà trẻ bú đầy đủ nước ấy, thì nó sẽ trong, đúng không? Vàng nhạt đấy. Còn mà thiếu nước thì nó sẽ vàng đậm đấy, và nó mùi nó sẽ rõ ràng rất nhiều. Nhưng mà để đánh giá này rất là khó, với đôi khi các bạn nóng bỉm đấy. Thì tốt nhất là gì ạ? Dựa vào cái công thức tính, cứ là 100 ml nước trên một ngày, đúng không? Trên một cân nặng nhá. Đấy, thì các bạn tính toán là lượng sữa bao nhiêu, ăn một bữa một bát cháo là bao nhiêu ml, chúng ta trừ đi và tính lượng nước phải bổ sung. Và cái lượng nước đấy thì các bạn nhớ là gì ạ? Chúng ta phải chia nhỏ ra, đúng không? Ở trẻ từ 6 đến 12 tháng thì chúng ta chia nhỏ ra mỗi lần khoảng 30-50 ml một lần nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra để nó an toàn, được chưa? Tiếp đến là gì ạ? Chúng ta phải tính toán lại cái việc mà bổ sung canxi, sắt, vitamin D, phải không? Con mình ở độ tuổi từ 6 đến 12 tháng thì cần bao nhiêu minimum canxi nguyên tố, đúng không? Bao nhiêu minimum sắt, đúng không? Rồi bao nhiêu đơn vị vitamin D dự phòng, được chưa? Chúng ta phải tính toán kỹ và điều chỉnh lại ngay cái lượng đó nhá. Đôi khi mà con mình mà gì điều chỉnh lượng đó rồi, tức là dùng đúng theo lứa tuổi rồi mà vẫn bị, tức là được bác sĩ kê, thì chúng ta cân nhắc là gì ạ? Có nên giảm liều hay không? Tôi lấy ví dụ như là canxi chẳng hạn. Các bạn dùng một ngày, ví dụ con bạn được kê là một ngày là 100 mg, thì chúng ta sẽ giảm liều xuống 50 mg, đúng không? Và sẽ dùng, bác sĩ khuyến cáo là gì ạ? Dùng trong 20 ngày thì chúng ta dùng trong một tháng, tức là chúng ta giảm liều và tăng thời gian sử dụng lên để xem là nó có giảm tình trạng táo bón hay không. Nó sẽ hỗ trợ trong vấn đề đó, thì các bạn cân nhắc như vậy. Và bước nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng men vi sinh, mà không phải cân nhắc, chúng ta nên sử dụng men vi sinh. Tại sao tôi lại nghĩ là phải nên? Đấy, dùng từ cân nhắc là nước đôi, đúng không? Mà tôi khuyên các bạn là nên dùng men vi sinh. Táo bón thì nó sẽ dẫn đến là gì ạ? Rối loạn nhu động ruột,
rối loạn quá trình hấp thụ nước và chuyển hóa muối khoáng. Đấy, thì cái hậu quả của nó là do gì ạ? Rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Thì việc bổ sung men vi sinh ấy là hết sức cần thiết, đúng chưa? Đấy, men vi sinh nó giúp gì ạ? Giúp cân bằng hệ vi sinh, giúp tăng nhu động ruột, phải không? Nó giúp đẩy phân ra tốt hơn và hỗ trợ điều trị táo bón. Đấy. Thì còn lựa chọn cái loại men vi sinh như nào thì chúng ta cũng phải tính, đúng không? Thì 6 đến 12 tháng tuổi ấy, thì hệ tiêu hóa cũng chưa hoàn thiện, mới hoàn thiện một phần thôi, vẫn còn rất nhạy cảm. Nên chúng ta nên sử dụng là gì ạ? Các cái men vi sinh mà chỉ có lợi khuẩn thôi. Đấy. Rồi thì ạ, lợi khuẩn không nên có thêm các thành phần khác, đúng không? Tại vì chúng ta đã bổ sung canxi rồi, chúng ta bổ sung sắt rồi, thì có chúng ta bổ sung vitamin D3 rồi. Nếu như trong cái sản phẩm men vi sinh đó mà có thêm canxi, sắt, D3 mà chúng ta không chú ý thì nó quá liều, nó sẽ làm nặng hơn tình trạng táo bón. Cho nên gì ạ, phải bổ sung là chỉ có lợi khuẩn và nên sử dụng cái loại gì ạ, nó bao kép để đảm bảo tỷ lệ sống. Đấy. Thì trong cái việc mà điều trị táo bón ấy, thì các bạn có một khái niệm mà các bạn cũng hay hỏi tôi, đó là synbiotic, đúng không? Là cái gì? Thực ra nó chẳng có gì ghê gớm cả. Synbiotic ấy, thì nó là kết hợp của hai thành phần. Thành phần thứ nhất là probiotic là lợi khuẩn, và thành phần thứ hai đó là prebiotic, nó chính là chất xơ. Thì cái men vi sinh mà có lợi khuẩn và chất xơ không thôi thì đó là rất tốt. Thì các bạn cần cân nhắc bổ sung hai cái loại men vi sinh đó để nó hỗ trợ điều trị tốt hơn. Đấy. Thì tôi đang hướng dẫn các bạn là gì ạ? Điều trị táo bón một cách triệt để bằng cách không dùng thuốc, đúng không? Không dùng thuốc thì chúng ta phải xác định nguyên nhân và điều trị thay đổi, điều trị và khắc phục từ nguyên nhân thì cái điều trị nó sẽ triệt để hơn và nó an toàn hơn. Còn nếu như các bạn đã tìm được nguyên nhân và đã thay đổi tất cả các cái chế độ dinh dưỡng, lượng nước rồi các cái vi chất rồi men vi sinh mà nó chưa hiệu quả, đúng không? Chắc chắn nó sẽ hiệu quả nhưng nó chưa cao, hoặc là nó vẫn còn dấu hiệu đáng ngại, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phác đồ điều trị táo bón chuẩn, đúng không? Và trên kênh YouTube tôi đã có một cái phác đồ, đúng không? Đó là 7 bước điều trị táo bón, đúng không? Đấy, thì các bạn xem video đó xem video đó và áp dụng triệt để theo đó nhá. Đấy, cái video đó ấy, thì nó là gì ạ? Điều trị táo bón lâu ngày. Đấy nhá, ở trẻ em. Thì các bạn xem thêm. Thì cái phần nào đó chưa hiểu thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới video này hoặc đặt câu hỏi ở fanpage của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Sertari để các bác sĩ, các dược sĩ sẽ trả lời các bạn. Đấy. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Nếu bạn cần hướng dẫn điều trị, xin gửi câu hỏi về fanpage Century Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa hoặc gọi qua số hotline 0963 101 255.